Xin chào tất cả các bạn, hôm nay mình sẽ làm bài tập số 43, viết hàm nhập xuất mã trần trung nguyên. Đấy. Thì đây thì mình đã chuẩn bị trước rồi ạ, cái này nó cũng không khó. Đấy. Nên là mình để tiết kiệm cái thời gian. Đây là mình đã chuẩn bị trước cái code cho cái chương trình bài tập này. Thì đầu tiên, mình cũng cần có cái thư viện này. Đấy. Sau đó là cái hàm nhập mạng và xuất mạng này. Nó cũng tương tự như cái trong cái mảng một chiều ấy, mã trần một chiều ấy. Đấy, thực ra cái mã trần này là một cái mảng hai chiều đấy. Và đầu tiên này, chúng ta cũng cần phải khai báo một số cái thư viện như là stdio.h này và conio.h này, mat này, và mình định nghĩa thêm một cái define này với cái max là có 100. Rồi sau đó sẽ đến cái hàm void nhập mạng đấy. Mình sẽ cách ra một đoạn cho nó dễ nhìn. Rồi, và trong cái hàm nhập mạng này là gì? Thì như các bạn đã biết thì một cái mạng hai chiều á, như nó thường gọi là mã trần đấy, thì nó gồm có những cái số dòng luôn, số dòng này và số cột luôn, tức là cái hàng ngang này và hàng dọc đấy. Rồi, thì để nhập được cái mã trần đúng không ạ, tạo được một cái mã trần thì chúng ta cần phải tìm được cái số dòng này và số cột của nó đúng không ạ? Đấy. Thì đầu tiên mình đi vào nhập cái số dòng này, đúng không? Và trong cái hàm nhập mạng này thì mình cần phải khai báo cái A này, cái mạng A này. Đấy. Với cái vì sao ở đây A này, cái móc vuông đầu tiên mình để trống, vì cái dòng ở đây mình chưa biết, đúng không? Nên là mình sẽ để trống. Rồi, tiếp theo là cái in này, mình phải khai báo thêm một cái dòng và cái cột. Rồi, để nhập dòng, đập số dòng thì mình sẽ sử dụng cái câu lệnh do while, vòng lặp do while đấy. Tức là gì? Ở đây do, nó sẽ, đầu tiên thì nó sẽ in ra màn hình cái câu lệnh đấy, cái dòng lệnh là nhập vào số dòng đúng không ạ? Và sau đó nó scan này, sau khi mình đã nhập cái số dòng này, thì nó sẽ kiểm tra này, ở đây trong câu do, trong cái khối lệnh do này, nó có thêm một cái lệnh if ở đây. Nó sẽ kiểm tra xem số dòng nó đã thỏa mãn điều kiện hay chưa. Đấy, tức là số dòng á, nó phải lớn hơn hoặc bằng 1 và bé hơn hoặc bằng 100 đúng không ạ? Giá trị max ở đây. Thì max ở đây chính là bằng 100 này. Thì nó sẽ kiểm tra xem ở đây nếu như mà cái dòng này nó bé hơn 1 hoặc là cái số dòng này nó lớn hơn cái giá trị max là 100 đây, thì nó sẽ in ra cái dòng là số dòng không hợp lệ và xin kiểm tra lại đúng không ạ? Đấy. Và trong khi đó cái while này nó sẽ kiểm tra xem cái dòng này nó bé hơn 1 hay không, hoặc cái dòng này nó lớn hơn max hay không. Nếu như nó lớn hơn thì nó sẽ quay lại cái hàm do này, cái phía trước này, mời ta nhập lại. Đấy. Như vậy đó là cái cốt truyện của cái hàm do while. Đấy. Và cũng tương tự cho cái nhập số cột. Đấy. Nhập số cột thì chúng ta làm các bước nó cũng tương tự như nhập số hàng. Đấy. Cái điều kiện nó cũng như nhau, nó chỉ thay cái biến cột và biến hàng. Rồi. Đấy, nó cũng hoàn toàn tương tự, cũng do while, cũng điều kiện như nhau cả. Rồi, và sau khi đã nhập số hàng và số code hợp lệ rồi ạ, thì ta sẽ vào cái vòng lặp for đây. Đấy, trong cái vòng lặp for đây. Và trong cái vòng lặp for này thì mình lại sử dụng thêm một cái vòng lặp for tiếp. Đấy, tức là chúng ta sẽ có hai vòng lặp for dùng để nhập cái giá trị cho cái mã trần đó. Cái vòng for đầu tiên thì mình sẽ cho cái giá trị y chạy từ 0 cho đến dòng. Đấy, cho đến cái giá trị bé hơn giá trị dòng. Và cái vòng lọc for thứ hai như các bạn đã thấy thì nó nằm ở trong cái vòng lọc for thứ nhất đầu tiên đấy đúng không ạ? Đấy. Tắt. Thì cái vòng lọc thứ hai này nó sẽ chạy từ z bằng 0 cho đến z bé hơn cái cột. Đấy. Tức là gì?
Rồi, mình sẽ nói qua cái print và scan, sau đó mình sẽ nói qua một lượt luôn ạ. Và trong cái vòng lập for tiếp theo ấy, thì mình sẽ sử dụng cái câu lệnh print và scan để chúng ta có thể nhập được các cái giá trị cho các cái phần tử trong cái mã trần đó. Ở đây cái for 1 là nó chạy cho cái biến giữ y. Vòng for 1, vòng lập for 1 là chạy cho biến y, còn vòng lập for 2 thì chạy cho cái biến cái gì đây, đúng không ạ? Với mỗi cái giá trị của y này ở cái vòng lập đầu tiên, for đầu tiên này, thì nó sẽ chạy hết tất cả các cái giá trị g ở trong cái vòng lập thứ hai này. Đấy, sau đó nó mới tăng y lên và chạy tiếp. Tiếp tục làm như vậy. Đấy, và mình nhắc lại một lượt là với mỗi cái giá trị của y ở đây này, nó sẽ chạy hết tất cả cái giá trị của g ở trong cái vòng lập thứ hai này. Đấy. Và sau khi đã chạy hết tất cả cái giá trị g ở đó thì lúc đó nó sẽ quay về cái vòng lập for đầu tiên này, và nó mới bắt đầu tăng y lên một đơn vị và tiếp tục vòng lập như thế. Đấy, thì đó là cái giải thích về hai cái vòng lập for này. Đấy, như vậy là mình đã xong cái phần nhập mạng rồi, đúng không ạ? Rồi đến phần xuất mạng. Cái phần xuất mạng này thì làm sao để xuất được cái mạng này thì chúng ta cần làm việc như sau. Đầu tiên mình khai báo cái A này, cái mạng A này, mã trần A đấy, và khai báo số dòng này, số cột này, đúng không ạ? Và ở đây mình sử dụng một cái vòng lập for. Cũng cái cách giải thích cái vòng lập for này, đây có hai vòng lập for đúng không ạ? Y nguyên như cách nhập ở đây, đúng không ạ? Và ở đây mình sẽ sử dụng thêm một cái câu lệnh print để có thể in được ra tất cả các cái giá trị của cái mạng đó. Và để xuất mạng thì rất là đơn giản. Khi chúng ta đã viết được cái hàm nhập mạng và hàm xuất mạng rồi á, thì cái hàm main này, hàm main này thì nó rất đơn giản luôn. Trong hàm main này thì mình cần phải khai báo những gì? Đấy, mình phải cần phải khai báo này. Thứ nhất là khai báo cái mạng A này, mã trần A đấy, với cái giá trị là A mắc mắc này đấy, và khai báo cái số cột này và số dòng này đấy. Và sau khi đã khai báo được cái mạng, sau khi đã chúng ta đã lúc đầu đã viết được cái hàm nhập mạng đúng không ạ, và xuất mạng đúng không ạ, thì bây giờ chúng ta sẽ gọi cái hàm đó, chúng ta sẽ gọi cái hàm nhập mạng và xuất mạng lên, và sau đó sử dụng cái câu lệnh get và return này để kết thúc cái hàm main. Rồi, thì bây giờ mình sẽ chạy cho các bạn xem. Ở đây đúng không ạ? Thì các bạn thấy thì nó đã không báo lỗi đúng không ạ? Rồi, mình bây giờ sẽ nhập vào số dòng. Ví dụ ở đây mình nhập số dòng là 2 và số cột là 3. Đấy. Đầu tiên nó sẽ bắt chúng ta nhập phần tử A0 mùng 0 đúng không ạ? Tiếp theo thì nó sẽ bắt chúng ta nhập phần tử A01. Đấy. Nó sẽ chạy cứ mỗi cái giá trị của y này thì nó sẽ chạy hết cái giá trị của g luôn, sau đó nó sẽ mới tăng y lên. Đấy, mình sẽ nhập và giải thích cho các bạn xem. Rồi, xin lỗi các bạn, đây mình sẽ bật lại. Đây mình sẽ nhập là 2 và 2 đi. Đây là một cái mã trần vuông. Cũng 2 ạ. Hai hàng và hai cột. Đây mình sẽ nhập phần tử A001, A012 và A10, A11 đúng không? Đấy. Thì như các bạn đã thấy thì nó đã in ra cái phần tử của mã trần đúng không ạ? Nhưng ở đây như các bạn đã thấy nó đã in ra cái giá trị đúng không ạ? Nhưng cái giá trị này nó lại nằm trên một hàng. Đấy, như vậy là sai so với cái lý thuyết đặt ra đúng không ạ? Đáng lý thật ra thì nó phải ở cái dạng 1, 2 và xuống hàng 1, 2 tiếp đúng không ạ? Đấy, nhưng vì sao đây này nó lại in ra như vậy? Thì mình sẽ giải thích như sau. Cái vấn đề này thì nó sẽ nằm ở cái hàm xuất mạng đúng không ạ? Rồi, chúng ta sẽ cùng kiểm tra lại cái hàm xuất mạng. Ở đây đúng không ạ? Khi chúng ta xuất mạng này
cứ xong một cái giá trị không, sau khi đã in một cái giá trị AEG rồi đó, nó tiếp tục in một cái giá trị AEG tiếp tiếp và cách ra bốn cái khoảng khoảng trống, nhưng nó không có cái ký tự xuống hàng đúng không ạ? Vì thế cho nên ở đây chúng ta cần phải thêm một cái xuống hàng cho nó, để sau sau khi đã nó đã in ra được hết một hàng thì nó sẽ xuống hàng để in ra tiếp cái hàng khác. Nếu nếu như các chúng ta không làm cái việc đó thì nó sẽ in tất cả các giá trị ra trên cùng một hàng luôn đấy. Rồi bây giờ mình sẽ sửa như sau. Thì sau khi xong cái vòng for thứ hai này, tức là sau khi nó đã in xong cái giá trị AEG này của hàng đầu tiên này, đấy, sau khi in giá trị AEG của cái hàng đầu này, thì mình sẽ cho nó xuống hàng bằng cái câu lệnh print. Đấy, cho nó xuống hai hàng. Đấy, thì các bạn bấm print này và dùng hai cái ký hiệu là suộc n, hai lần suộc n đấy, thì nó sẽ xuống hàng hai lần. Đấy, rồi như vậy là xong. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng kiểm tra lại. Rồi, bây giờ mình sẽ nhập với cái số dòng là 2 và số code cũng là 2 luôn. Mình sẽ nhập 1, 2, 3 và 4. Mình nhập bất kỳ thôi. Đấy, thì như các bạn đã thấy thì nó đã in ra theo hàng và theo code đúng như cái lý thuyết đặt ra rồi đúng không ạ? Đấy. A0 này là 1 này. A00 là 1 đúng không ạ? A01 là 2, A01 là 2 đây. Rồi. Tiếp tục đến A10 là 3, A103 này là ở vị trí này. Còn A11 chính là cái vị trí là số 4 này. Rồi. Ok. Nhưng ở đây các bạn có thấy cái mạng sau khi đã in ra thì nó rất sát so với cái dòng lệnh mà chúng ta nhập mà nhập cái giá trị cho nó cái mã trần đúng không ạ? Đấy, mà để tách cái phần nhập và phần in ra thì chúng ta sẽ làm như sau. Và cái phần này thì nó sẽ nằm ở cái phần trong cái hàm main. Chúng ta sẽ cùng xem lại cái phần hàm main này. Đây, trong cái hàm main này các bạn đã thấy cái phần nhập mạng này và cái phần xuất mạng thì nó liền kề nhau đúng không ạ? Nó không được ngăn cách với nhau. Cho nên là ở đây mình cũng sử dụng tương tự một cái câu lệnh print đúng không ạ? Câu lệnh print ở đây thì mình sẽ xuống hàng hai lần cho nó dễ nhìn. Các bạn muốn xuống hàng bao nhiêu cũng được, nhưng làm sao để cho nó dễ nhìn là được. Rồi, như vậy là đã xong đúng không ạ? Như vậy là giữa cái hàm nhập mạng và xuất mạng nó đã có cái khoảng cách với nhau để chúng ta có thể dễ dàng quan sát đúng không ạ? Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng chạy. Rồi, mình sẽ nhập cái số dòng cho nó là 2 và số code cũng là 2. Mình nhập bất kỳ thôi. Đấy, như thế các bạn thấy lúc này thì cái mạng in sau mã trần sau khi in ra này nó đã có khoảng cách do so với cái câu lệnh nhập cái phần tự cho mã trần này. Rồi, thì trên đây là cái cách dùng để viết hàm nhập xuất mã trần không nguyên. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và xin hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau.